Các bạn thân mến, khi mà chúng ta mà di chuyển một cái điều hòa là một, hoặc là chúng ta tháo dỡ một cái điều hòa cũ ra, chúng ta cất nó đi và sau một thời gian thì chúng ta lại sử dụng lại. Thế thì lúc đó thì chúng ta phải làm cái động tác gọi là nhốt ga, đúng nhỉ? Nhốt ga là gì? Nhốt ga là chúng ta bật cho máy nó chạy và sau đó là chúng ta khóa cái đầu đầu đẩy này vào. Tức là cái ống phi 6 này chúng ta khóa nó lại trước để cho cái ga, để cho máy nó hút hết ga ở trong cái giàn lạnh này. Để nó nhốt về bên cái giàn nóng bên kia và sau đó chúng ta lại khóa tiếp cái đầu ống hút này phi 10 vào. Thế thì thông thường là khi mà các bạn nhốt ga như vậy mà các bạn không dùng đồng hồ thì chúng ta không kiểm soát được cái áp suất ở trong cái giàn bên giàn lạnh này cũng như là cái trên cái đường ống này. Và chúng ta để nó hút quá lâu thì cái áp suất ở trên cái đường ống này nó sẽ về cái áp suất chân không. Áp suất chân không, nếu mà chúng ta dùng cái đồng hồ này chúng ta đo thì chúng ta thấy nó xuống dưới cái số 0. Và vô hình dung là khi chúng ta tháo cái ốc này ra một cái là cái áp suất chân không này nó sẽ hút không khí ở bên ngoài vào bên trong. Và như vậy là cái không khí này nó sẽ làm cho cái dầu còn bám ở trên cái đường ống này, nó sẽ bị, sau một thời gian nó sẽ bị lão hóa và nó sẽ bị chết dầu, nó gọi là dầu bị chết và nó có dạng đen hoặc là màu vàng. Thế thì làm nào để cho nó an toàn? Thế thì chúng ta biết rằng là khi mà dầu mà ở trong một cái môi trường là chỉ có ga, không có oxy thì nó rất là bền nhá. Người ta tính toán là cái dầu mà nằm ở trong ga không có oxy thì nó lên tới 10 năm nó không bị hỏng nhá, nó không bị lão hóa. Thế nhưng mà nếu như mà dầu mà lại có cái sự tham gia của oxy hoặc là nước thì nó sẽ trộn trà trộn vào nhau và nó sẽ, sau một thời gian nó sẽ bị lão hóa, cái dầu nó sẽ bị lão hóa. Thế thì hôm nay tôi làm một cái thí nghiệm để cho chúng ta thấy là như này. Trước hết là chúng ta nhốt ga như thế nào cho nó đúng trước. Và thứ hai là nếu như chúng ta nhốt ga mà sai thì nó có cái nguy cơ gì nhá. Thì hôm nay tôi làm thí nghiệm cho các bạn như này nhé. Đây, giả sử bây giờ tôi sẽ nhốt ga nhé các bạn nhé. Thì cái cách thao tác thì bây giờ tôi sẽ bật máy này. Bây giờ tôi cắm điện này, tôi bật máy. Khi mà chúng ta nhốt ga thì chúng ta phải để nhiệt độ nó thấp nhất nhá. Chúng ta để nhiệt độ thấp nhất để cho nó tăng tốc máy lén nhá. Chúng ta chờ cho máy lén nó tăng tốc đã nhá các bạn nhá. Nó phải tăng tốc, cái máy inverter này chúng ta phải chờ cho máy lén nó tăng tốc. Thế còn máy molo thì chúng ta bật một cái là máy lén nó tăng tốc ngay rồi. Các bạn muốn biết được máy lén nó tăng tốc hay chưa thì các bạn có thể kẹp thêm cái dòng vào, kẹp thêm cái đồng hồ dòng vào các bạn nhé. Ví dụ cái máy này nó ghi là 4,2 ampere là dòng trung bình thì chúng ta theo dõi cái dòng này nó phải đạt tầm độ khoảng 70%, tức là nó rơi vào trên 3 ampere thì nó bắt đầu máy lén nó mới tăng tốc các bạn nhé. Chúng ta cứ để cho nó giảm nó, cái dòng nó đạt được cái mức danh định của nó đi. Cái dòng cực đại là 7,1 ampere, ở đây là cái dòng danh định, trung bình, cái dòng trung bình là 4,2 ampere. Chúng ta cứ để cho dòng nó lên khoảng 4 ampere, bắt đầu chúng ta khóa ga nhé. Khi khóa ga các bạn nên lắp cái đồng hồ này vào này và các bạn quan sát này. Khi mà chúng ta khóa cái đầu đẩy này vào thì cái kim này nó sẽ giảm xuống rất là nhanh các bạn nhé. Đấy, cho nên là chúng ta nhìn cái kim này này, nó giảm khi nào mà nó giảm xuống còn được khoảng 10% thì chúng ta khóa cái đầu hút này vào nhá. Tức là chúng ta phải để cho cái áp suất này này ở trong này nó lớn hơn áp suất ở khí quyển bên ngoài. Nhá, thì nó sẽ không mang cái không khí ở ngoài vào. Bây giờ cái dòng nó đạt rồi nhá, 3,6 ampere rồi. Bây giờ tôi bắt đầu lấy cái này tôi khóa. Bây giờ tôi bắt đầu khóa cái đầu hút này, cái đầu, xin lỗi các bạn, khóa cái đầu phi 6 này nhé, đầu đẩy nhé. Khóa nó lại. Khi chúng ta khóa chặt nó vào nhé.
Chúng ta nhìn cái đầu này nó giảm xuống rất là nhanh này, chúng ta khóa dần cái này vào này. Chúng ta đừng để cái áp suất này nó về không nhé. Chúng ta đừng để cái áp suất này nó về không, tức là chúng ta phải để cái áp suất này nó trên không. Chúng ta đây ví dụ như này là tôi đang để cái áp suất nó còn được khoảng 10 psi đấy, thì khóa như thế này gọi là khóa đúng tiêu chuẩn các bạn nhé, khóa chặt nó vào nhé, như này là gọi là khóa đúng tiêu chuẩn. Và bây giờ chúng ta tắt máy đi, dòng khi mà khóa nó gần như là hết ga rồi thì chúng ta khóa ở hai đầu này thì cái dòng của máy nó sẽ giảm thấp xuống nhé. Và bây giờ nếu như mà chúng ta khóa ga nó bị sai, tức là chúng ta rốt ga nó bị sai thì nó như này này. Ví dụ bây giờ tôi mở cái này ra, chúng ta để nó ga nó hút lâu quá, tức là nó hút không những về không mà nó còn về dưới cái số 0 này. Dưới số 0 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái áp suất ở trong cái dàn lạnh này này nó thấp hơn cái áp suất ở bên ngoài. Các bạn hiểu như vậy nhá. Nó thấp hơn áp suất ở bên ngoài. Cho nên là khi mà áp suất ở bên dàn lạnh mà nó bị thấp hơn áp suất ở bên ngoài ấy, thì nó có thể bị hút cái không khí vào nhá. Khi mà chúng ta tháo cái đầu ốc này một cái này là nó hút luôn cái không khí vào. Bây giờ tức là chúng ta để nó lâu quá, bây giờ chúng ta mới khóa. Thực ra là cái lốc của cái điều hòa này nó có cái chức năng lén là nhiều hơn là hút các bạn nhé. Nó chủ yếu là cái chức năng lén này nhiều hơn, cho nên cái chức năng hút của nó không như là cái máy lén, à cái máy hút trên không ở bên ngoài đâu. Cho nên cái thực ra là cái kim đồng hồ này nó cũng không giảm về dưới số 0 nhiều đâu các bạn nhé. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nhốt ga xong này, do chúng ta hút chúng ta để cái đầu hút này chúng ta khóa nó muộn, thì bây giờ chúng ta có thể là làm cái thí nghiệm như này. Chúng ta xem là chúng ta mở cái này ra này, chúng ta xem là cái ga này nó có bị hút vào trong không nhá. Đấy, nó hơi hút vào trong các bạn nhé, nó hơi hút vào trong đấy. Đấy, tức là áp suất ở bên trong này nó đang bị thấp, áp suất ở bên dàn nó đang bị thấp. Đây, và bây giờ như này nhé, để cho chúng ta dễ quan sát nhé. Bây giờ tôi mở cái van chống bỏng này ra này, nhé, mở cái van chống bỏng này ra và tôi mở cái này và tôi lấy cái cốc nước, nhé. Chúng ta thấy là bây giờ chúng ta quan sát nhé. Tôi cho một chút nước thôi nhé các bạn nhé. Chúng ta quan sát nhé. Quan sát nó xem nó có hút cái nước này vào không nhé. Nếu như mà đây chúng ta quan sát này, tức là khi mà áp suất ở trong cái dàn lạnh này nó bị thấp thì có thể nó hút cái nước này vào nhé. Đây chúng ta quan sát nước nhé. Các bạn thấy không? Nó hút hết sạch nước rồi. Đây 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 các bạn thấy không, không còn giọt nào nữa nhé. Đấy các bạn thấy không, như vậy là nó hút không những nước này, không khí này, nó hút hết vào trong dàn này. Bây giờ tôi chấp nhận là cho nó hút nước vào bên trong đi, tí tôi sẽ xử lý sau nhé. Các bạn thấy không, đấy tôi cho hơi ít, thì nếu mà tôi cho nhiều nước nữa là khả năng nó cũng hút hết, có khi là cho đến khoảng nửa cái bình này nó cũng hút hết. Đấy thì chúng ta thấy là cái tệ hại mà khi mà chúng ta khóa, tức là chúng ta thu hồi ga ấy, mà chúng ta lại mở cái đóng cái đầu hút này, à sorry, đóng cái đầu đẩy phi 6 này, xong chúng ta mở cái đầu hút này nó quá lâu để cho cái
cái block nó hút cho cái dàn lạnh này nó về cái áp suất, nó gọi là áp suất dưới, thấp hơn cả áp suất của không khí môi trường. Thế thì sau sau đó chúng ta mới khóa hai cái đầu này lại, thì bên trong cái dàn lạnh này nó có áp suất rất là thấp, và đến khi mà chúng ta tháo cái ốc này ra một cái này là nó hút cái không khí vào bên trong. Và khi mà nó hút không khí vào bên trong thì trong dàn nó vẫn còn những cái hạt dầu nó bám vào thành dàn ấy, thành ống ấy. Thì nó sẽ kết hợp với không khí có hơi ẩm, đúng nhỉ, có nước, có hơi ẩm, và nó sẽ làm cho cái dầu đấy sau một thời gian nó sẽ bị hỏng, nó gọi là bị lão hóa. Nếu mà chúng ta mà có di chuyển đến chỗ mới ngay để chúng ta lắp đặt ngay thì nó còn đỡ nhá, nó còn đỡ, khi đó chúng ta hút chân không ra thì nó còn đỡ. Thế còn nếu mà chúng ta mà để lâu ngày, chúng ta để hàng mấy tháng trời chúng ta mới lại mang đến chỗ khác chúng ta lắp đặt, thì cái nước là một này, cái không khí là hai này, nó sẽ làm cho dầu nó bị lão hóa, nó bị hỏng cái dầu đi, và khi đó cái dầu ấy nó sẽ cuối cùng là nó sẽ đi xuống lốc, và nó sẽ làm cho cái dầu của lốc nó sẽ bị lão hóa, và sau một thời gian nó gọi là chết dầu, dầu bị chết ấy. Thế thì thông thường một cái hệ thống kín không có oxy, không có nước, chỉ có ga, thì cái dầu nó chạy đến 10 năm nó vẫn còn đẹp các bạn nhé, nó vẫn còn tốt. Nhưng mà khi mà nó đã có sự tham gia của oxy và nước nó vào thì chỉ một thời gian sau 1 đến 2 năm là cái dầu nó bị chết, nó gọi là chết dầu. Lúc đấy là cái dầu nó ngả màu, một là màu vàng, hai là màu đen các bạn nhé. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta lắp đặt một cái điều hòa cũ mà chúng ta nghi ngờ là cái dàn lạnh này này nó đã bị không khí vào này nhá, hoặc là nó đã bị nước vào chẳng hạn, tức là chúng ta khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta thấy cái đầu ống này nó bị hở mất này, nó hở ra này nhá. Tức là trước đây là có người ta mới bịt tạm cái kiểu như là người ta bóp hai đầu, nhưng mà tuy nhiên cái nó vẫn hở. Và thứ hai là để lâu ngày, để hàng mấy tháng, chúng ta nghi ngờ là bên trong dàn là nó bẩn rồi, thì nó có dầu nó bị chết nhá, rồi thì nó có nước vào, vân vân. Thì bây giờ chúng ta là muốn xúc rửa nhá, xúc rửa cái dàn này. Thế thì các bạn thợ thì có nhiều cái cách để xúc rửa khác nhau, thì hôm nay tôi hướng dẫn một cái cách, cái này để cho các bạn, bạn nào mà muốn áp dụng thì áp dụng nhá. Thế còn bạn nào mà thấy có thể áp dụng được cho mình thì áp dụng, không thì chúng ta sẽ dùng cái cách khác. Cái cách của tôi là tôi lấy một cái bình ga không, nó tức là bình này nó không có gì, và tôi lấy cái máy hút chân không này, tôi hút cho cái bình này nó về chân không, nó hút hết không khí ở trong cái bình này ra nhé. Thì bây giờ tôi thao tác như này, bây giờ tôi giải thích như này nhé, tôi hút hết chân không của cái bình này ra, sau đó tôi tháo cái ống này ra, tháo cái ống đầu ống phi 6 này ra, và tôi tháo cái đầu ống phi 10 này tôi để nguyên, tôi đấu cái van chống bỏng vào đây, và tôi chỉ cần điều khiển cái van chống bỏng này là tôi đóng mở được nha. Lát nữa là tôi sẽ thao tác như thế này, tôi sẽ cho cái đầu ống này, tức là tôi sẽ hút cái chân không của cái bình này ra trước, các bạn hiểu nó như vậy nhé. Sau đó là tôi đấu cái đầu van chống bỏng này vào cái bình này đó, đến khi mà tôi mở sẵn cái này ra, và đến khi mà tôi mở cái khóa lên một cái thì cái áp suất chân không ở trong cái bình này nó sẽ hút cái đường ống này, và khi đó tôi sẽ lấy cái đầu ống phi 6 này tôi nhúng vào cái cốc nước mà tôi đổ cái chất này là cái chất nó gọi là cái chất xúc rửa dàn nhá, bích bian này, cái này anh em thợ chắc biết rồi, quen biết rồi. Thì bây giờ tôi sẽ thao tác như sau, trước hết là tôi phải làm cái động tác là tôi hút chân không của cái bình này. Thì để hút chân không cái bình này thì tôi sẽ
Đây, tôi bắt cái này vào máy hút chân không. Tôi cho nó hút chân không để cho nó, để tôi kiểm soát được xem là cái chân không này nó ra hết hay chưa, thì tôi có thể là cho nó đi qua cái đồng hồ đi nhá. Tôi cho nó đi qua cái đồng hồ. Để tôi kiểm soát được cái áp suất ở trong cái bình này nó đã ra hết hay chưa. Bây giờ tôi bật máy hút chân không này. Mở cái này này, mở cái này này. Đấy. Tôi theo dõi cái đồng hồ này bao giờ nó về. Tức là cái đồng hồ này thì nó báo như này, nó lại báo là không, không tức là ở đây là môi trường, áp suất môi trường nó lại báo là không. Thì tôi để cái kim này bao giờ nó về đến tận âm kịch kim. Tức là đây là âm 30 psi. Kịch kim. Thực ra nó không có âm 30 nhá. Chúng ta sẽ theo dõi cái đồng hồ nhá. Rồi tôi khóa lại nhá. Khóa lại này. Khóa lại, tắt đi này. Tôi hút chân không nó trong vòng được khoảng có 2 phút thôi các bạn nhá. Tôi khóa cái bình này này này. Hiện nay cái bình này là áp suất nó gần như là chân không các bạn nhá. Gọi là áp suất chân không. Và bây giờ tôi sẽ chuyển cái đầu này này. Nhá, chuyển cái đầu này này. Đây, đến bây giờ tôi xúc rửa dàn thì tôi lại không cho lấy qua đồng hồ nữa, bởi vì là sao? Bởi vì là tôi sợ rằng cái tạp chất ở cái ba dàn này nó bẩn, nó làm hỏng đồng hồ. Tôi chỉ cho mượn cái ống này thôi, mượn cái ống này cần thiết là tí nữa chúng ta sẽ xúc rửa cái ống này đi là được. Bây giờ cái bình này là bình chân không nha. Đây cái bình này tôi giải thích này. Bây giờ tôi giải thích nhé. Vừa rồi tôi hút độ khoảng 2 phút. Sau đó là tôi khóa đồng hồ này lại. Tôi khóa cái này lại nhé. Tôi tháo dây ra. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái dây này. Tôi bắt nó vào cái van chống bỏng này nhé. Đấy, van chống bỏng này. Thế thì bây giờ tôi sẽ... Một là tôi sẽ điều khiển một trong hai cái này, cái nào cũng được nhá. Tôi mở cái này ra thì nó cũng hút. Trước hết là tôi sẽ tạm thời như này đi. Tôi sẽ khóa cái này lại cho nó chặt lại nhá. Và bây giờ tôi sẽ vặn cái van chống bỏng này thuận chiều kim đồng hồ để tôi mở sẵn cái này nhá. Bây giờ nếu mà tôi mở cái này ra thì nó sẽ hút ở trong cái dàn lạnh ra đây. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái đầu phi 6 này ra nhá. Chúng ta sẽ mở cái đầu phi 6 này ra. Bây giờ đồng hồ nó không có tác dụng nữa nhé các bạn nhé. Bỏ đồng hồ ra nhé. Bây giờ chúng ta chỉ cần thao tác ở trên cái bình này thôi nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái đầu này ra.
Đấy, bây giờ cái đầu đầu này nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái tư thế là chúng ta sẽ nhúng vào cái cốc nước, cái cốc này. Và tôi sẽ mở cái lắp này ra. Đây là cái chất để xúc rửa dàn các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ đổ nó ra cái cốc này. Như vậy là một cái hộp này nó gần đầy cái cốc này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta mở cái này ra này nhá. Các bạn hiểu là bây giờ chúng ta mở cái này ra này, một là chúng ta mở cái này ra, hai là chúng ta mở cái này cũng được nhá, chúng ta mở cái này cũng được tùy. Thì sau đó là chúng ta cho cái áp suất chân không này nó hút. Thì bây giờ cái này tôi nhúng vào cái này, chúng ta hiểu nó như vậy nhé. Nó sẽ hút hết cái cốc nước này vào bên trong, nó đi qua dàn để nó xúc rửa. Thì chúng ta sẽ đưa qua dàn nó theo cái kiểu như này, chúng ta cứ nhúng vào cho nó hút cái nước một tí, xong chúng ta lại bỏ ra cho nó hút không khí một tí, lại nhúng vào nước một tí, bỏ ra một tí, cứ làm như vậy cho đến khi nào cái cốc nước nó hết thì thôi các bạn nhé. Thì hiện nay ở chỗ này nó hơi vướng, thì chúng ta đưa cốc nước này vào nó hơi vướng, chúng ta thử xem này. Đấy, cái vị trí nào chúng ta lùa nó ra đằng sau này đi đây nha. Chúng ta chuẩn bị cái vị trí để cho nó có thể là nhúng, tức là nó có thể nhúng hết được ngập cái cốc nước này nha. Chúng ta cứ cứ làm theo cái kiểu như này nhá. Bây giờ bắt đầu tôi bắt đầu mở nhá. Mở to ra này. Đấy các bạn thấy không? Nó hút gần hết cốc nước rồi đấy. Đấy, sắp hết cốc nước rồi các bạn nhé. Đây gọi là cho nó uống rượu. Không nhỉ? Hết sạch thì sạch nhé. Đấy, nó còn hút chuồn chuột đấy các bạn nhé. Hết sạch trên chai nhé. Đó, bạn thấy không? Nó hút hết cả cái cốc nước sang bên kia rồi nhá. Tôi giải thích này, bây giờ là nó hút cả cái cốc nước, cái chất rửa ấy, nó vào cái đầu hút phi 6 này. Nó lên dàn rồi nó đi qua dàn, rồi nó quay về cái ống phi 10 này, nó ra cái van chống bỏng này, nó ra đây. Và nó vào đây. Tức là hiện nay là cái này nó đang có áp suất chân không, cho nên nó hết hết sạch vào nhé các bạn nhé, hút hết sạch cả một cái cốc nước vào nhé. Đó, ok rồi. Thế bây giờ là sau khi nó đã hút hết cả cái cốc nước rồi, cả không khí, cả cốc nước, tôi cứ nhấc nhấc lên lại, nó lại hút không khí một chút, nhúng xuống nó lại hút nước một chút, hút cái nước rửa một chút nhá. Và nó hút hết cả một cái cốc nước, nó đi qua dàn, nó đi ngược lên dàn, nó đi qua dàn và nó về cái ống phi 10 này, về đây, về về trong này, và trong này là cái nước bẩn này các bạn nhá. Thì bây giờ tôi lại bắt cái này vào đây, sau đó là tôi lại mở cái này ra và tôi đặt và đưa vào cái máy hút chân không, tôi lại hút chân không một lần nữa để cho nó ra hết sạch đi. Coi như là không còn một cái gì ở trong cái dàn lạnh này, thì như vậy là cái dàn lạnh của tôi nó sẽ sạch bong các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lắp lại này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ lại chuyển cái này vào đây. Đấy, vào cái máy hút chân không này. Đấy, và tiếp tục tôi hút chân không cho nó 20 phút nữa thì trong dàn này nó sẽ không còn một cái gì các bạn nhé. Đấy, nó vừa là xúc rửa dàn, nó vừa là hết sạch cả không khí nhé.
Trong cái bước này chúng ta lên, lên đấu cái vào, lên đấu cái đồng hồ này vào nhá, để chúng ta theo dõi để cho cái áp suất nó về, nó ra hết đi các bạn nhé. Áp suất tức là nó về, gọi là về 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 theo cái đồng hồ này, nó gọi là về âm ấy nhá. Thì bây giờ chúng ta đấu thế này, đấu cái này lên đây. Đấu qua đồng hồ này để chúng ta theo dõi nhé. Đây chúng ta siết cái này vào, siết vào, siết vào tí này, siết vào tí này, bật cho máy chạy này. Ta mở cái này ra này. Mở hết ra để chúng ta đấu cái đồng hồ vào, chúng ta theo dõi thôi, và chúng ta hãy hút cho nó được khoảng 20 phút các bạn nhé. Bao giờ chúng ta nhìn cái đồng hồ này nó về, tức là nó về sát cái cuối cùng này, tức là gọi là âm 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 30, nhưng mà là trong thực tế nó không có âm 30 nhá. Trong thực tế nó là không phần si thôi. Ở đây đồng hồ nó ghi như vậy thôi các bạn nhé, các bạn hiểu như vậy. Sau khi hút chân không khoảng 15 phút thôi, bởi vì tôi chỉ hút cái dàn lạnh thôi nhá. Thì tôi đã bỏ ra, và trước khi bật máy thì tôi mở hai cái đầu này ra, mở cái đầu phi 6 và phi 10 này ra để cho nó cân bằng, ga nó về trạng thái cân bằng đã các bạn nhé. Sau đó là tôi bật máy, và bây giờ tôi theo dõi cái nhiệt độ ở hai đầu này, nhiệt độ ở hai đầu này thì chúng ta thấy là hiện nay phòng của tôi là đang 30 độ C nhé. Và tôi quay cái này vào để cho nó tạo ra một cái nhiệt độ nó hơi quẩn gió. Đây, nhiệt độ của dàn nóng nó lên tới 51 độ C này nhá. Nhưng mà cái hiệu suất của tôi đạt được này là cái đầu đẩy là xuống tới 18,2 độ C này, quá đẹp. Nhiệt độ đầu hút là xuống tới 18,8 độ C này, quá đẹp các bạn nhá. Thế như vậy là hệ thống nó đã chạy ok rồi các bạn nhá. Đây các bạn quan sát này, nhiệt độ đầu đẩy đây 18,3 độ C, nhiệt độ đầu hút đây 18,8 độ C, nhiệt độ gió tôi đang để nó quẩn gió lên tới 52 độ C. Đó, chúng ta thấy là hệ thống nó chạy ok rồi các bạn nhé.